Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Dư Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Và hôm nay thì bên em lại tiếp tục cho các bác một chiếc xe thương hiệu đến từ Mazda, một dòng xe tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng tầm 5,5 lít đến 6 lít trên 100 cây. Mazda 3 sản xuất năm 2015. Xe đẹp, vâng, chất cứng, máy số còn zin. Và xe thì đấy, màu sơn xanh carbon size khá là ấn tượng luôn. Một màu sơn rất là khỏe khoắn. Và xe này là một chiếc xe bản 1.5 nha các bác nhá. Máy 1.5 AT số tự động, biển Hải Phòng 15A19560, tư nhân chính chủ luôn. Và xe này là một chiếc xe chạy rất là lành bền đấy. Form xe cứng cáp và xe thì cam kết các bác là không có đâm đụng, va chạm, tai nạn ngập nước và không có phạt nguội. Đấy, dòng xe này thì chất rất là cứng. Các bác đi những cái dòng này thì form dáng, kiểu dáng của nó thì rất là thể thao. Và giá tiền thì con này thì em đang bán cái giá nó chỉ có 409 triệu đồng. Nếu bác nào bớt yêu ấy ạ thì vẫn có thể bớt cho các bác nhá. Và chiếc xe này thì động cơ nó 1.5 ăn xăng ít, tiết kiệm và kiểu dáng thể thao luột là như thế này. Màu sơn xanh đẹp và xe thì có option full kịch, có cửa sổ trời, heated stop, rồi màn hình giải trí xung quanh. Đấy, máy động cơ của chiếc xe thì tương đối là khá là thân thiện. Đấy, form xe đẹp, cứng cáp luột là như thế này. Giấy tờ hồ sơ pháp lý thì chuẩn chỉ. Và xe thì nói chung là sạch sẽ, không có lỗi lầm. Bao cam kết cho các bác rồi. Vâng. Và xe thì đang có mặt tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Đấy, đăng kiểm của chiếc xe thì đến tháng 1 năm 2024, còn rất là dài cho các bác luôn. Đấy, xe bao đẹp, bao nét, chất cứng. Đấy, và các bác nào mà quan tâm thì có thể là điện thoại qua em Vũ Dư Ô Tô qua số 0869158926. Đẹp luật là mà không có đối thủ về độ chất. Nội thất của xe gần như là mới tinh. Vô lăng khâu da, ghế da cao cấp. Đấy, option điều hòa mát lạnh, còn điều hòa auto các bác nhá. Và dòng này thì cũng là một cái dòng xe lành, giá rẻ cho các bác rồi. Nên các bác nào yêu thì alo ngay cho em Vũ Dư Ô Tô. Vâng, rất vui khi được các bác đến cửa hàng xem xe và tham khảo trực tiếp tại Vũ Dư Ô Tô. Bên em thì có siêu thị ô tô lớn nhất cả nước với hơn 500 đầu xe. Các bác có thể là qua xem xe trực tiếp, đấy, đánh giá trải nghiệm, lái thử và có thể là chốt dinh cho mình những con xe ngon mang về. Đấy, phanh đĩa 4 bánh, lốp Bridgestone dày cả gian. Và được cái là chất của xe thì tương đối là ok. Đấy, form xe cứng cáp. Và các bác có thể nhìn ngay về phần thiết kế của xe thì cái dòng này là một cái dòng sedan dáng rất là trường. Một dòng xe đứng đầu phân khúc tức là dạng tầm C rồi. Và chiếc xe thì mang biển Hải Phòng 15A19560 các bác nhá. Đấy, mặt catalan sơn si sạch sẽ, không có lỗi lầm. Đấy, các cái nan nhựa của lõi căng này và mạ chrome sáng bóng luôn. Đầu răng của xe căng đẹp và đèn nửa xe thì tương đối là mới. Đây các bác nhìn này, đèn bi nhá, con này đang sử dụng đèn bi kết hợp với đèn pha halogen. Bi cũng là bi halogen đấy các bác ạ. Còn cản trước của xe là sạch sẽ, là không có vết chảy xước luôn. Đây các bác nhìn toàn bộ cản này. Đấy, đèn gầm của xe thì hơi tối một chút. Cái này thì nó sẽ có chỉnh sửa cho các bác nhá. Vì theo thời gian 5 tháng rồi, xe cũ thì không tránh khỏi những cái khiếm khuyết nhỏ. Còn đâu là về cái tổng thể thì tương đối là ok. Đấy, đèn đây. Và tôn cabo là sơn zin. Đấy, sơn này, tôn dày. Đấy, căng, sơn cứng nhá. Và các bác nhìn cái khe mép này. Đấy, khe gân cabo này. Đấy, gân cabo bên này này. Đấy, toàn bộ gân cabo phẳng lì và lét lẹt luôn. Đấy, xe thì được cái là máy nổ rất là êm và thì thầm luôn. Nhưng mà cái dòng này là động cơ của nó là sử dụng công nghệ cái step, nên là thường thường là buổi sáng hoặc là lâu khi mà mình không khởi động ấy ạ, thì máy nó sẽ tạo ra một cái tiếng ồn rất là lớn một chút để nó tua dầu lên, văng lên tất cả các cái chi tiết của động cơ. Đây là cái đấy là bình thường các bác nhá. Lốp bên này thì chiếc xe đang sử dụng là lốp Turanta Bridgestone 20560 la răng 16. Và la răng của chiếc xe thì không phải là la răng phay mà là la răng đúc nguyên khối. La răng tương đối là đẹp với phanh đĩa này, phanh đĩa đằng trước và phanh đĩa cũng đằng sau. Cua lốp của xe thì không có mục mọt à. Toàn bộ cua lốp là không có mục mọt nhá. Cua lốp đẹp căng lên. Đây các bác nhìn nhá. Cua lốp rất đẹp, sơn sườn sạch sẽ. Cánh sườn đây các bác nhìn này. Cánh sườn này, đấy, sườn đều luôn. Sơn đều đẹp, đấy, sơn si sạch và có cửa sổ trời bên trên. Đấy, cửa sổ nóc này. Đấy. Nội thất bên trong xe thì là ghế da màu đen, da đen pha chỉ đỏ rất là đẹp và thể thao. Đấy, ghế da bóng lộn nhá, mới tinh luôn. Các bác đi quá yên tâm luôn. Sạch sẽ. Đấy, vô lăng khâu da mượt mà, xịn sò. Và chiếc xe này thì nói chung là ưu điểm thì quá rồi. Các bác nhìn này.
vô lăng phím tích hợp đầy đủ nhá, có cả gẩy số vô lăng. Và đặc biệt là cái dòng này thì đây các bác nhìn này, chạy với được có 8.6 thôi. Mặt táp lô xe thì đẹp căng, đấy, sạch sẽ, không hề lỗi. Đấy, các cái phần này nó vẫn còn đẹp. Đấy, 8.6 này. Các cái phím đèn này của nó vẫn còn đẹp. Và đây, chế độ idling stop hoặc là chế độ chống trơn trượt của xe. Còn các bác nhìn các cái ốc bản lề này. Đấy, các ốc này. Đấy, ốc bản lề cánh này. Hay là ốc bản lề phụ này. Đấy, chỉ keo là bao đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy, chỉ keo bao đẹp. Ốc là vẫn còn nguyên cái dấu đỏ ở đây. Và các cái gioăng cao su của xe là không có mục rách, còn nguyên. Đấy, sơn lòng còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Toàn bộ gioăng cao su chống ồn cũng như chống nước của xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Kính điện là lên xuống một chạm luôn. Đấy, rất là nhanh chóng, nhẹ nhàng. Và phim cách nhiệt dán trên tất cả các kính rồi. Đấy. Hạ cái kính xuống thì ta thấy là cái không gian bên trong xe tương đối là sáng. Thế là cái dòng thể thao nên là cái trần nó sẽ thấp hơn một chút nhá. Dòng Mazda 3 cũng là một cái dòng xe thân thiện với cái hơn tầm 409 triệu đồng. Thì sự lựa chọn là nhiều phân khúc, nhiều xe, có thể là các bác chọn được City, hoặc là các bác chọn được Mazda, hoặc là các bác có thể chọn được Kia Cerato. Nhưng mà với cái tầm Mazda thì cái kiểu dáng của xe Mazda cũng như là cái về chất của cái dòng này thì nó là một cái thiên hướng về thể thao. Kiểu dáng luột là, đấy, trông như những chiếc xe Porsche. Đấy, dòng xe đắt tiền. Đấy, và các bác nhìn này, tất cả nội thất vân táp lô táp pi của nó vẫn còn rất là đẹp, sạch sẽ, da căng. Đấy, nội thất tươi rói rói này. Một chiếc xe ngon, chạy rất là sướng các bác nhá. Dòng này thì nói chung là các bác về chạy là rất là yên tâm. Đấy, lốp dày. Hai quả chưa dàn lốp của xe là vẫn còn dày, các bác đi thì không cần phải nghĩ ngợi. Đấy. Dàn lốp này thì đương nhiên là thay rồi, không phải là dàn lốp zin đâu. Vì đã chạy được hơn 8 vạn rồi. Nhưng mà được cái là chất xe này đấy, kể cả cua lốp trong này. Đấy, các bác nhìn nó không có mục mọt và chống ồn lót lỉ luôn. Đấy. Máy nổ êm thì thầm. Đấy. Và đèn hậu chiếc xe thì không được thiết kế chế độ led mà chơi toàn là bóng bóng đốt thôi. Nhưng mà được cái là thiết kế của cái đèn hậu này thì tương đối là đẹp. Và cái đời này thì nó xuyên suốt về đến 2-3 năm nữa mới thay form. Và đây là 2015. Form Mazda thì với đời 2015, form vừa mới vừa cứng, mà cái giá tiền của nó cũng rất là vừa phải các bác nhá. Các bác mua những cái dòng này thì nói chung là vừa kinh tế vừa tiết kiệm. Mà thực sự là cái dòng này thì nó là quá lành, đi lâu dài là yên tâm. Đây, các cái sơn lót lòng ở phía trong này, đây là phần sơn kỹ thuật, sơn nhúng đấy ạ, nó còn nguyên. Và lót chỉ ngoài đây trên này, đây, các bác nhìn nhá, chỉ ngoài là còn nguyên này. Đấy, lót chỉ đây còn nguyên luôn. Keo zin, sơn xi sạch sẽ. Và lót lòng sàn ở phía dưới đây. Cái này thì kích lốp nó vất về này nhá các bác nhá. À, kích lốp này này. Đấy, các bác thấy chưa? Kích lốp có nguyên này. Bên em thì đi test xe thì cũng đã test rất là nhiều rồi. Nên những cái dòng này thì các bác đi là quá yên tâm. Lốp sơ cua đây. Đầy đủ đồ nghề, không thiếu cái gì. Đấy, lốp sơ cua. Và con này thì lốp sơ cua là cũng đã hạ rồi. Nhưng mà nói chung là vẫn còn rất là đẹp và mới nhá. Đấy, thanh tam giác này. Đấy, trống này. Và đồ nghề tháo mở các thứ của xe là còn nguyên. Nói chung là Mazda 3 cũng là một cái dòng xe khá là được thịnh hành tại thị trường Việt Nam. Kiểu dáng thể thao. Đấy. Và các bác đi những cái dòng này thì rất là yên tâm. Nó ít hỏng mặt và đồ thay thế sửa chữa cũng rất là nhẹ nhàng. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 5 lít rưỡi đến 6 lít. Cứ gọi là 6 lít đi. Thì các bác mới mất có tầm khoảng 1.500 đồng trên 1 km thôi. Rất rẻ các bác. Mà bù các bác lại có một chiếc xe rộng rãi tiện nghi cho cả đằng trước lẫn đằng sau. Đấy, xe gia đình đi thì quá yên tâm. Máy nổ của em thì thầm. Và dòng này thì quá tiết kiệm luôn. Đấy. Rất tiết kiệm luôn các bạn. Đồng sơn đều đẹp sạch sẽ. Đấy, nội thất này. Nội thất thì gần như là mới tinh luôn. Nội thất da căng bóng luôn các bạn.
À, chiếc xe này thì đang có mặt tại cửa hàng em Bút Di Ô Tô tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Đây cửa sổ trời đây. Đấy, em này thì đăng kiểm đến tháng 1 năm 2024. Đấy, form xe cứng đẹp, lốp dép thì dày. À, và gần như là các bác về là không phải làm một cái gì cả. Nhiều bác cứ mua về bảo là phải làm này nọ, nhưng mà thực sự là với những chiếc xe như thế này thì gần như là các bác về là chị không phải làm cái gì luôn. Đấy, vì bên em cũng đã kiểm tra test hết rồi. Đấy, gầm này. Các bác nhìn gầm nhá. Gầm bao đẹp, bao nét cho các bác luôn. Máy đang nổ lên này, em sẽ ra khoang máy luôn. À, cho các bác cùng xem về khoang động cơ của chiếc xe này. Em Mazda 3 xanh Kamansai này thì động cơ đó là 1.5 cái step, máy số zin nhá. Máy số là còn nguyên bản luôn. Không có độ chế cháo gì cả. Đây, em không có tháo mở gì cả. Đấy, các bác đi con này thì quá yên tâm luôn. Xem là dầu này. Dầu là vàng óng luôn nhá. À, hơi thừa, hơi khói này. Nói chung là cái dòng này thì nó được cái là lành. Đấy, các bác nhìn này. Máy khô đét đẹp luôn, không có dầu mỡ bắn ra. Đấy, khô ráo sạch sẽ. Động cơ cái step. Đấy, êm, lành, tiết kiệm, máy số zin. Tất cả ốc là chưa có động chạm nha các bác nhá. Ốc là chưa có động chạm luôn. Đấy. Máy rất là êm. À, hiện nay đang đóng lốc điều hòa đấy ạ. Vâng. Đóng lốc điều hòa thì nghe thấy cái là nó sẽ có đóng lốc. Đấy, rất gọi là điều hòa mát lạnh. Tất cả các chức năng của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, tai đèn này. Đầu trước này. Đấy, của xe là còn ngon nguyên. Sạch sẽ và cứng này. Đấy, các bác nhìn chất xe này. Vâng, với cái mức giá là 409 triệu đồng mà vẫn có bớt cho các bác nhá. Vẫn có bớt cho các bác những chiếc xe như thế này. Thời điểm này thì thực sự là cái lượng mua xe rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn này, lượng mua xe rất là nhiều. Sự lựa chọn cũng rất là thoải mái. Với bên em Vũ Dư Ô Tô, các bác qua cửa hàng thì các bác có thể lựa được rất nhiều cái dòng xe. Giá chỉ từ khoảng tầm hơn 100 triệu cho đến 400-500 triệu. Rất là nhiều luôn. Và những cái dòng xe bên em bán thì đều có cam kết đảm bảo cho các bác đầy đủ nhá. Các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này hoặc là tất cả những cái chiếc xe đẹp ở bên em Vũ Dư Ô Tô thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy. Một chiếc Mazda 3 2015. Xe bao đẹp, bao nét. Vâng, và với màu sơn xanh Kamansai quá tuyệt vời. Đang có mặt tại Vũ Dư Ô Tô và rất vui khi được các bác đến ghé thăm cửa hàng. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. 409 triệu đồng vẫn có bớt thoải mái cho các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đây các bác nhìn này. Đấy, nội thất vô lăng này, củ số của nó còn như mới luôn này. Đấy. Gần như là xe rất ít sử dụng. Đấy, các bác nhìn này, cần số gần như mới này. Các cái phím chức năng tích hợp trên đây hoạt động hoàn toàn bình thường. Màn hình zin của hãng nhá. Đấy, có kết hợp cả cam lùi luôn. Không thiếu gì, điều hòa auto và gẩy gạt mưa, gạt kính hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, xe bao ngon, bao chất cho anh em. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt nhá. Hẹn gặp lại các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.